Giây phút sinh tử anh cõng em. Giây phút bắt gặp lại em cõng anh. Tại đây, để thay lời cảm ơn, năm sinh Nguyễn Hoàng Giang đã cõng chiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, người cứu giúp sống mình trong trận hỏa hoạn xảy ra ở nhà trên phố Núi Trúc, quận Ba Đình ngày 10 tháng 9. Anh Nguyễn Viết Thành, bố của Hoàng Giang, chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân, giây phút sinh tử anh cõng em. Giây phút hội tụ em cõng anh. Em sống rồi anh Hoàng ơi. Cảm ơn anh đã cõng em băng qua khói lửa để em được sống. Đăng kèm theo đó là bức ảnh Hoàng Giang tươi mỉm cười cõng chiến sĩ Ngọc Hoàng trên lưng, ân nhân cứu giúp mạng và chàng trai 18 tuổi thân thiện tự sướng như anh em, bạn bè. Chiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng là một trong những người đã nhường sự sống cho đại trượng phu anh Thành, cõng cậu ra khỏi đám cháy. Khoảnh khắc ấn áp ngay lập tức chiếm được sự xem xét và khiến nhiều người xúc động. Anh Thành chia sẻ, vì Hoàng bị sốt xuất huyết 3 tuần sau đám cháy nên hôm nay, bố con anh mới có cơ hội đến bắt gặp và cảm ơn chiến sĩ này. Liên hệ với bố của Hoàng Giang, anh Viết Thành chia sẻ sự ấn tượng khi tiếp xúc với các ân nhân. Anh Hoàng nói đại trượng phu tôi mạnh khỏe, đến được đây là tốt rồi. Khi chiếm được lời cảm ơn, chiến sĩ Hoàng chỉ nói đơn giản, đây là nhiệm vụ của em. Không có gì to tát cả đâu. Tôi khác là ấn tượng với cách rỉ tai một mạc, chân tình, có sao nói vậy của các anh. Họ nói nụ cười của họ là cháu Giang đã khỏe mạnh, đó là món quà cảm ơn lớn nhất. Anh Hoàng thân mật, nhưng từ lành là thế, nhưng khi ra trận lại tuyệt đối dũng cảm, hành động xong xuôi khoát. Chúng tôi ngỏ dự định cảm ơn nhưng các anh nhất quyết không nhận bất cứ món quà nào từ phụ dương con tôi cả. Vì muốn có kỷ niệm với Hoàng, tôi bảo cháu cõng anh. Thật sự trong giờ phút sinh tử, anh ấy cố giúp được mạng người là điều không đơn giản. Với tôi, đó là hành động một mạc, chân thành, không gì so sánh được vào lúc ấy. Hy vọng một ngày nào đó, nếu có cơ hội chúng tôi sẽ được đền đáp các anh, vì cái gì các anh cũng không nhận. Gia đình biết ơn Ngọc Hoàng và các đồng đội trong lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Đống Đa, Ba Đình rất nhiều. Các chú thật thân mật và một mạc, lúc ra trận thì can đảm tuyệt vời. Biết ơn. Anh Viết Thành chia sẻ tại trang cá nhân. Trước đó, sáng sủa 8:10, anh Viết Thành và đại trượng phu Hoàng Giang cũng tới đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình để cảm ơn. Nếu chiến sĩ Hoàng cõng đại trượng phu tôi ra khỏi hiện trường cháy, thì hai chiến sĩ tên Hiếu và Tính đã nhường mặt nạ oxy cho cháu. Điều này có thể khiến cho các anh cũng rơi vào trạng thái gian nguy không khác gì đại trượng phu tôi cả, một sự hy sinh thân mình cực kỳ lớn lao. Anh Hiếu, Hoàng, Tính cùng với sự hỗ trợ của hai đội phòng cháy chữa cháy đã hiện ra con tôi lần nữa. Ngàn lần cảm ơn các thiên thần mang tên phòng cháy chữa cháy, cảm ơn những người luôn hiện ra như các vị thần để cứu giúp nạn nhân của lửa và khói bụi, anh Thành tâm sự. Các chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình đến thăm hỏi, động viên Hoàng Giang tại bệnh viện. Không những không nhận bất cứ món quà cảm ơn nào từ bố con anh Thành, vì đây là nhiệm vụ, không có gì to tát cả. Trước đó, khi Hoàng Giang còn nằm điều trị tại bệnh viện, các chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình còn kịp thời đến thăm hỏi, động viên năm sinh 18 tuổi. Một tháng trước, đám cháy do chập điện xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng ở phố Núi, khói lửa bao trùm. Đám cháy khiến nhiều phần phụ của ngôi nhà sập xuống, tan hoang. Khi đó, đại trượng phu anh Thành là Hoàng Giang ngủ ở tầng 4. Khoảnh khắc chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cứu giúp năm sinh 18 tuổi thoát khỏi cửa tử. Anh Thành nghe đại trượng phu kể lại rằng vì đám cháy quá bất ngờ, bao quanh lại nghi bút khói nên Giang chỉ kịp nhúng áng ướt bịt vào mũi, sau đó tìm lối ra, chạy được vài bước thì chết giả xỉu. May mắn thay, nhờ có các chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, quận Ba Đình và cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Đống Đa, Giang được cứu giúp sống. Ảnh